nền tảng cung cấp dịch vụ bất động sản với công nghệ vượt trội, sở hữu các kênh công nghệ tiên tiến nhất với các chức năng công cụ hiện đại, đa kênh được thiết kế quy mô lớn người sử dụng, ứng dụng những công nghệ của tương lai như blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo. iHouse, nền tảng môi giới bất động sản công nghệ với khát vọng trở thành nền tảng cung cấp dịch vụ bất động sản có hệ sinh thái đa ngành, bao gồm dịch vụ hỗ trợ bất động sản, dịch vụ tài chính và ngân hàng số hàng đầu Việt Nam định giá hàng tỷ đô. Lợi thế mà iHouse đang có là nền tảng danh sách hàng trăm ngàn sản phẩm bất động sản thứ cấp, phù hợp với mọi nhu cầu từ nhà ở đến nhà đầu tư. iHouse cam kết 100% thông tin xác thực, minh bạch về giá, giao dịch đơn giản qua ứng dụng di động, mua đúng, bán dễ, hỗ trợ nhanh, giúp nhà môi giới thành công bền vững trong thời đại chuyển đổi số. Nhờ thế mạnh là thành viên của Đất Xanh Service cùng với hơn 60 công ty phân phối bất động sản, chiếm lĩnh hơn 30% thị phần giao dịch bất động sản, cùng với hơn 100.000 cộng tác viên trên khắp Việt Nam. iHouse mở ra cơ hội làm việc vô cùng hấp dẫn, giúp nhà môi giới truy cập giỏ hàng với hơn 150.000 sản phẩm bất động sản tiếp cận khách hàng trên khắp 64 tỉnh thành, chủ động thời gian, gia tăng thu nhập, xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, thu nhập khủng lên tới 70% hoa hồng, gặp gỡ các doanh nhân bất động sản hàng đầu Việt Nam, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức hàng tuần, không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là cơ hội trở thành một trong 500 CEO tiềm năng của iHouse và tập đoàn Đất Xanh. Hành trình bứt phá của bạn luôn có iHouse ở bên. Hãy đến và tham gia với chúng tôi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.